Wow, nhưng mà chị thấy nó hơi đắt đi. Bây giờ ấy, chị mua một cái em tặng cho một cái. Mua một cái, tặng một cái. Thế thì tính 2 đồng được chưa? Ờ nhỏ, mua một cái mà được tặng mua một cái nữa là 2 cái. Mà có 2 đồng thôi. Nó rẻ. Chị mua 2 cái, cho chị một con ong rồi đi. Để mua con bé này bán rẻ đấy. Cảm ơn em nhé, em ơi bán cho chị rẻ. Ai mà trông trọng không? Ai mà trông trọng không? Ai mà trông trọng không? Các bạn ơi, trông trọng là mình quay tít chứ này. Có ong này, có cả mèo Hello Kitty này, có cả đây là bạn bướm nữa này, đây là bạn ong, tiếp theo là một bạn ong tiếp theo. Ai mà trông trọng không? Các bạn ơi, mình bán để kiếm tiền đi học đấy. Ai mà trông trọng không? Siêu nhân trắng không? Wow. Em bảo giá rẻ bất ngờ. Giá rẻ bất ngờ á? Bao tiền cái? Một cái 1 đồng. Cục đồng một cái, mẹ chỉ cho 5 đồng. Để hôm nay đi siêu thị. Mà nhìn thấy trong trắng nghe em đẹp thật đấy. Cục đồng một cái à? Nó có quay không? Đây, từ nãy giờ chả thấy nó quay gì cả. Sao phải cần đó? Đây, về em nhà, thử đi, em về, thử. Về nhà chị dí vào quạt rồi. Em thử thổi đi xem mà có quay không? Đấy, nó có quay đâu. Chồng cháu không xịn rồi. Xịn. Xịn không? Chị mua cái nào? Nó quay rồi này. Quay tít luôn đi. Chị mua cái nào? Cái này cũng thế này. Ui nhờ, quay nhờ. Ui, siêu nhân mua cái này ở đâu ấy? Em tự làm đấy. Ui, em tự làm á? Vâng, đây này. Cái này mới thiếu một que đó. Con bé này giỏi thế. Này em giao hàng. Nhưng mà 1 đồng một cái có đắt không? Không đắt. Không đắt à? Wow, nhưng mà chị thấy nó hơi đắt ý. Bây giờ ấy, chị mua một cái em tặng cho một cái. Mua một cái, tặng một cái. Thế thì tính 2 đồng được chưa? Nhỏ, mua một cái mà được tặng mua một cái nữa là 2 cái. Mà có 2 đồng thôi. Nó rẻ. Chị mua 2 cái, cho chị một con ong rồi đi. Để mua con bé này bán rẻ đấy. Cảm ơn em nhé, em ơi bán cho chị rẻ thế. 2 cái. Đây, 2 đồng. Em bảo 1 đồng một cái đúng không? 2 cái 2 đồng một còn gì nữa? Không bán rẻ cho chị đâu. Rẻ. Rẻ cái gì? Thật. 2 cái 2 đồng mà đúng rồi còn gì? Con đi về đi. Thế mà bảo mua 1 tặng 1, thế mà vẫn là 2 đồng. Cuối cùng mình vẫn phải mua 1 đồng một cái à? Thôi được rồi, cũng đẹp. Nhé là này không bỏ qua đấy. Bán hết đi nhá rồi ạ. Chiều sang nhà chị chơi nhá. Về chị cứ chờ ông vào trong cháu đây. Chị về đây. Chào nha. Chào các bạn chị nha. Ai mà trông trọng đây? Ai mà trông trọng đây? Ai mà trông trọng đây? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.